Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev ở cái series nói về Fiber Framework. Thì tiếp theo, ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà mình khai báo cái Boss API ở trong Fiber như thế nào. Thì nó cũng y như Get thôi, cũng đơn giản ha. Ví dụ ở đây mình có cái API tên là Person. Ok, và mình sẽ tạo một cái handler person à. Thì nó cũng y như mấy cái handler trước mà mình đã viết thôi, không khác gì ha. Rồi ok, thì vào đây thì mình tạm thời mình return name trước đi. Rồi rồi, với cái API person này á thì mình sẽ tạo một cái struct tên là person. Struct này nó có hai field, đầu tiên là người thì phải có tên đúng không, và cái JSON của nó sẽ là name và tuổi đi ha. Tuổi là gì, gì sâu là in ha. Tuổi thì chỉ cần in thôi, không có cần tới in 64 nữa, không ai sống tới cỡ đó rồi ha. What the hell? Ok rồi. Cái tag JSON này là để khi mà mình reborn về cái JSON đó thì cái nó sẽ là cái key name này ha. Rồi ok, rồi vậy thì bây giờ sao đây ta? Giờ đầu tiên là mình test coi cái boss API này nó có chạy hay không đã ha. Thì mình bring là con boss API person ha. Rồi ok, mình return trước một cái string trước đi. String này chỉ đơn giản là send string đơn giản là ok thôi. Rồi đó là cái API version của mình. Bây giờ mình test thử trước. Go run main go. À, nó chạy lên rồi. Thì giờ để test cái API bot này mà để cho trực quan thì mình sẽ dùng cái boss main để mình test ha. Localhost nè, 299 nè, sweep version chưa, send rồi trả về được cái ok nè, kết quả ok nè đúng chưa. Rồi coi log, rồi log nó cũng lóc ra được cái dòng chữ là con cái API version. Vậy thì bây giờ mình muốn truyền data lên cho cái boss API này thế nào. Thì một cách đó là truyền theo cái dạng query param như thế này, cái path param như thế này, thì nó vẫn work bình thường, mình sẽ dùng cái C chấm param. Một cách thứ hai mà Fiber nó hỗ trợ đó chính là mình sẽ sử dụng cái tính cái body parser ha. Cái body parser đấy, cái này rất là xịn luôn. Rồi mình khai báo một cái biến person ha. Person nó sẽ là person, và mình đưa cái person này vào mình bạc. Ok, nếu có error thì mình lock cái, mình bring cái error ra ha, mình in thử cái error ra coi nó ra cái gì. Đó là body parser error. Ok rồi, mình return về
một cái string, send string. Okay, send string là error. Rồi, test thôi, đúng chưa? Thì mình chỉ test thôi. Nếu mà nó error thì mình lóc ra, rồi mình trả về cái chuỗi là error lại thì ok. Ngược lại á, thì mình lại muốn trả về một cái JSON là .json. Cái data của mình trả về là cái data version đó. Rồi, ok. Rồi, thì trong Fiber nó hỗ trợ cho mình những cái kiểu bạc. Từ từ chờ xíu để mình đọc barcode đọc của mình nó lên ha. Ok. Cái kiểu của mình nó đòi ta. Đây. Rồi. Nó hỗ trợ những cái kiểu Boss API giống như là JSON nè. Rồi đây, cái body bachelor nó hỗ trợ nè, application JSON nè, XML, URL form and code và form data. Đó, thì cái cách mà các bạn khai báo tương ứng với từng cái content type này nó sẽ là như vậy. Đấy. Ví dụ như các bạn là muốn content type là application JSON đúng không? Thì các bạn khai báo JSON. Các bạn muốn nó accept cái XML thì khai báo XML. Các bạn muốn form data hoặc là UI form code thì các bạn khai báo là form, thì nó sẽ tự động hiểu và nó sẽ bạc vô trong cái object này cho các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử bằng boss main ha. Ở đây là ví dụ như mình sử dụng cái JSON. Ở đây mình lúc nãy là mình sử dụng JSON đúng không? Thì mình sẽ request lên bằng cái raw JSON là phần gì, đúng chưa? Và cái CSO đúng không? Là 10. Rồi, ok. Ok chưa? Ôi, bấm tùm lum rồi. Mày bị điên à? Ok. Từ từ, từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại .go. Bật tùm lum rồi, bật tùm lum rồi. Ok, code mình đã chạy lại rồi nè. Thử bạn chờ xíu mình tắt cái code đi nha. Bật lên nó tốn RAM, chạy nặng máy. Rồi, ok, bây giờ cái service của mình nó chạy lên rồi. Mình sẽ test cái version này với cái này là JSON ha, application JSON ha. Rồi, ok, cầu trời phù hộ cho nó chạy ha. Đấy, ra kết quả là name là Fungi và JSON là 10, đúng chưa? Ok, rồi nó đã lóc ra nè, còn cái API nè đó. Rồi, ok, giả sử như bây giờ mình thử nghiệm nè, thử nghiệm mình bỏ cái tên đi rồi mình gọi lại nè, đó thì nó ra là cái tên là rỗng ha và cái gì là 10. Thì đó là cái cách mà mình bạc một cái struct ở trong cái body vào trong cái API của mình thành cái data. Rồi, thì đây là JSON đúng không? Còn ví dụ như bây giờ mình không muốn sử dụng JSON nữa. Ok, tôi bỏ, tôi sử dụng RAM. Ví dụ như thì tôi nói là name là hello year 20. Thì khi mà tôi gọi request lên thì tôi sẽ thấy cái chữ error. Và cái body backser error của tôi nó nói là này, nãy nãy mình không có print mà mình không có xuyệt xuống xuống dòng nó xấu
Rồi, con nhìn đỡ nha. Rồi. Nó nói gì? Nó nói là person body back zero in process entity. Nên là nó không có đọc được cái entity trong này. Nó không có bạch ra được. Tại sao? Tại vì nay mình mới có definition thôi à. Mà mình gọi bằng cái form. Đúng không? Thì nó không hiểu. Đúng không? Rồi, tôi thêm cái form vào. Rồi tôi chạy lại. Rồi, tôi cầu trời khấn Phật cho lần này tôi chạy đúng ha. Hello. Rồi, nó vẫn sai. Tại vì sao vậy? Tại vì nó phải là form data. Cái param ở đây là query param ha. Đấy, các ông không hiểu. Đấy. Lại nói tôi là có tầm bậy đúng không? Tôi lừa các ông thôi. Đấy. Các ông là chẳng qua đâu bị vừa bị tôi lừa cú. Ừ. Trong cái body form data mới đúng. Đó. Bây giờ thử nè. Dính trưởng liền, thấy chưa? Ra kết quả liền. Nhấp nháy liền. Ok, mở cái gì đi. Gọi, ok, thành công liền. Mở đi, gọi. Ok, euro liền, thấy chưa? Đấy. Đó. Thì cái form này và cái form URL and code này đó thì chỉ cần cái mình khai báo cái tag là form thì nó sẽ support luôn cả form data và form URL and code ha. Thì tương tự như vậy trong cái trường hợp XML thì mình khai báo thêm cái tag XML để nó accept cái format là XML đó, như vậy thôi, rất là đơn giản đó các bạn, rất là đơn giản và tiện lợi. Mình sử dụng cái body parser là mình bạc ra được cái luôn cái cục data mà mình post lên. Ok, rất là dễ đúng không? Rồi, ok, video tới đây thôi. Ở video sau mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về việc validate cái cục data mà client nó truyền lên cho mình ha, bằng cái tool validator của Google ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.